Các cụ nói rồi là trăm năm thì trồng cây mà nghìn năm thì trồng người. Nhà em không không trồng người mà nhà em trồng cây. Hôm nay nhà em được nghỉ đây, hai vợ chồng cây đây, nhìn anh Nhật Nhật nhà em đây đấy, thấy chưa, anh nghỉ đấy, có sợ việc gì đâu, việc gì cũng làm. Cao mi tê cao mi tê lô cha lô cha chúc ca lên được cả chúc ca lên được cả tay hên nà ra mà đó. Cho mọi người xem này, cái này là cái chiếu đệm chiếu ở Nhật nhá, là mà người ta làm. Đúng là chỉ có người Nhật mới nghĩ ra các ông ạ. Trong này trước giờ mình không nghĩ là trong này nó là, mình không biết trong này nó là cái gì. Trong này nó là rơm núa Việt Nam mình đấy. Ông người ta xếp lại đẹp đẽ, cắt đầu cắt đít sạch sẽ, đẹp đẽ bằng đầu bằng đít đi. Xong người ta ốp chiếu vào, may hết các cạnh như thế này. Đẹp đẽ luôn. Người ta làm đệm ở trong nhà, đệm chiếu trong nhà đấy. Bây giờ cái này là nó hỏng, bố mình lấy ở đâu về, đang vứt hết lên trên cái chỗ núi này đây, để cho cỏ nó khỏi mọc. Giờ các ông xem tôi trồng cây nhá. trồng đào gốc rồi, giờ vợ trồng cây. Cứ nhìn thấy cây ở đâu không? Cây ở chỗ này. Ui. Không có việc gì khó, chỉ sợ là mình lười. Con run tọ. Trồng cây này xong rồi mai mốt nó lớn lên ấy, mẹ nhà mình cứ nên lấy cắt những cái cành này này về bán. Ở bên này kiểu những cái cành cây như này là người ta bán, người ta mua về để người ta để trên mộ ấy, giống như Việt Nam mình bán hoa ấy, nhưng ở đây là người ta dùng một cành cây. Cái này hết đời bà, xong rồi đến đời vợ chồng mình. Bây giờ chồng hết đời bà cắt bán, bà hai ông bà hết đời, hai ông bà thì đến đời hai vợ chồng. Không già rồi không đi làm được nữa, có cái này ở nhà cũng càng tàn kiếm tiền, cũng có tiền. Chân lý thuộc về mọi người, gian khổ lũy về đời, đời ai